Chỉ cần tìm đến Đông y, bệnh tật đau nhức ra đi chẳng còn. Y học cổ truyền Sài Gòn, an toàn uy tín làm tròn chữ tâm. Phòng khám y học cổ truyền Sài Gòn khám và điều trị các bệnh đau nhức xương khớp, da liễu, tai mũi họng, thần kinh, tiêu hóa dạ dày bằng phương pháp Đông y uy tín hàng đầu hiện nay. Đặt hẹn khám chữa bệnh qua website yhoccotruyensaigon.com. Startup dạy tiếng Anh được Trác Thủy cam kết rót vốn đã nhận hơn 100 đề nghị hợp tác từ các quán cà phê nhưng phải bớt 17% cổ phần để lấy 1,7 tỷ đồng. CEO 8X cho biết dự án vẫn đang trong giai đoạn thẩm định và chưa được Trác Thủy giải ngân. Toss Cafe của nhà sáng lập Đinh Minh Quyền lên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 2 trong tập 8. Được Trác Thủy và Shark Linh cùng đề nghị đầu tư nhưng cuối cùng, CEO sinh năm 1988 vẫn quyết định về vế độ của Shark Thủy. Số vốn cam kết là 5 tỷ đồng, đổi lấy 45% cổ phần. Chia sẻ trong chương trình Cà phê khởi nghiệp phát sóng gần đây, Quyền cho biết, kể từ sau khi xuất hiện trên Shark Tank, mô hình của anh đã nhận về hơn 100 đề nghị hợp tác của các quán cà phê trên cả nước, trải dài từ Sapa đến Cà Mau. Tuy nhiên, anh đang ưu tiên phát triển ở những khu vực thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh trước, còn các tỉnh xa thì phải đợi hệ thống hoàn thiện hơn nữa. Talks Cafe là mô hình cộng sinh, tận dụng mặt bằng của các quán cà phê để tiến hành dạy tiếng Anh. Đối tượng hướng tới là các bạn sinh viên hoặc đang đi làm, độ tuổi từ 18 đến 40. Học phí được tính dựa trên sự chuyên cần của học viên. Học càng chăm thì học phí một buổi càng rẻ, xê dịch từ 65.000 đến 85.000 đồng một buổi và chia theo từng buổi với lịch học linh động. Với mô hình không quá phức tạp thế này, nhà sáng lập tiết lộ rào cản ngăn đối thủ sao chép nằm ở mức giá bán ra. Cụ thể, sau khi tính toán tham khảo tất cả những mô hình có sẵn hiện nay, Quyền khẳng định ngay ở cả thành phố Hồ Chí Minh để mở một lớp có 6 học viên và mỗi học viên chỉ chi trả khoảng 70.000 đồng một buổi học là điều gần như không thể. Mức giá thấp sẽ khiến các đối thủ phải suy nghĩ xem liệu mình có nên lao vào cạnh tranh hay không. Tuy nhiên, dẫn lời Trác Thủy, nhà sáng lập trẻ thừa nhận điểm yếu của mình là chưa làm chuỗi bao giờ bởi câu chuyện quản lý 1 đến 2 quán sẽ khác với câu chuyện của 50 quán. Làm chuỗi nghĩa là tôi sẽ không thể có mặt ở tất cả các địa điểm, nhưng làm sao hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, điều đó rất quan trọng. Ở thời điểm hiện tại, Quyền và Trác Thủy vẫn đang trong giai đoạn thẩm định dự án, chưa tiến hành giải ngân. Vì vậy, anh đã phải bán bớt 17% cổ phần đổi lấy 1,7 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư xây dựng ứng dụng di động. Với ứng dụng này, Quyền hy vọng có thể quản lý trên diện rộng, biết được mỗi ngày bao nhiêu người học, giáo viên đang dạy ở đâu hoặc khi học xong thì người học có thể chấm điểm chất lượng của giáo viên luôn. Nếu mô hình không có yếu tố công nghệ, không chấp nhận bỏ ra hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống quản trị thì tôi nghĩ sẽ không thể quản lý trên diện rộng được, Quyền lý giải. Anh cũng không che giấu mong muốn sẽ nhanh chóng kết thúc quá trình thẩm định, có thể tiến hành nhận vốn từ Shark Thủy trong khoảng 1 đến 2 tháng tới để phát triển bùng nổ vào năm 2019. CEO 8X đặt kế hoạch sẽ mở thêm các lớp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Dương, chứ không chỉ giới hạn trong khu vực Biên Hòa nữa. Nhắn gửi đến các startup có ý định gọi vốn trên sóng Shark Tank, Quyền cho biết sự chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu không chuẩn bị trước cho tất cả các tình huống, startup sẽ không thể giải quyết ngay trong tích tắc khi vấn đề diễn ra trên sân khấu. Nếu startup có cơ hội gặp các nhà đầu tư thì các bạn hãy chuẩn bị kỹ vào, vì cơ hội chỉ có một lần duy nhất và bạn chỉ có một tiếng duy nhất thôi, Quyền chia sẻ. Từ Nhật Anh theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!